Xin kính chào và kính mời quý vị khán giả theo dõi Chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ 3, những ngày qua tình trạng nông sản đến kỳ thu hoạch nhưng không tiêu thụ được đến mức phải vứt bỏ đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt là ở tỉnh Hải Dương, địa phương được xem là tâm điểm của làn sóng dịch Covid-19 lần 3. Nguyên nhân của tình trạng này đến từ đâu? Giải pháp nào để giải cứu nông sản? Đây là nội dung mà Chuyện trong ngày hôm nay sẽ đề cập. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên VTC1. 4 sào cà rốt đến kỳ thu hoạch của gia đình ông Lừng ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Bán không được mà vứt cũng chẳng đành. Ông Lừng đành phải thu hoạch và xếp ngay tại ruộng. Đã đến thời điểm thu hoạch cách đây nửa tháng rồi, nhưng đến bây giờ ấy, nó to quá rồi. Nên là cái việc bán ấy là rất khó. Nên là bà con là rất là thiệt thòi. Hải Dương, kế đến là Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Nội. Các địa phương này những ngày qua đều chịu chung một tình cảnh, đó là rau củ rớt giá, không có người mua. Kết quả là bà con phải chặt bỏ hoặc để thối ngoài đồng không thu hoạch. Vì là thương lại không ai mua, kể cả màu gì cũng bạn rồi. Nó coi như là hủy bỏ thôi, để sau chuẩn bị làm vụ sau thôi. Chứ mà hiện bây giờ là xưa là không ngàn, không xu, không hào, là coi như là bỏ lại hết. Nông dân thì không bán được rau, mà những cái vệ tinh ở trong địa phương này thì cũng có 7 người. Người ta thu mua và gom lại cho các cái xe thương lái khắp nơi họ về mua. Thì xe thương lái khắp nơi về mua trong trường này không có một chiếc xe nào về. Thành là chính thương lái người ta cũng không việc làm. Cuối cùng nông dân cũng bị phá sản. Những chuyến xe giải cứu hoạt động xuyên đêm để đưa rau củ đi cả nước. Khắp các tỉnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ở đâu phong trào giải cứu cũng diễn ra. Sau một tuần năng nổ, 50% rau củ tồn đọng vì dịch bệnh ở Hải Dương đã được giải cứu thành công. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tự hỏi, không biết đến bao giờ mới hết tình trạng tiêu thụ nông sản bằng tình thương. Và nếu có một đợt dịch nữa, việc tiêu thụ nông sản sẽ diễn ra bằng cách nào? Trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng trăm tấn nông sản phải đổ bỏ thời gian qua, ngoài nguyên nhân dịch bùng phát làm giảm nhu cầu tiêu thụ, thì một vấn đề được Bộ Công Thương thừa nhận đó là việc điều tiết hàng hóa còn lúng túng, thiếu sự phối hợp giữa các địa phương. Các chuyên gia cho rằng, cần phải rút kinh nghiệm sau đợt dịch thứ 3 này. Trong tháng 2 năm 2021, Hải Dương, nơi tâm dịch làn sóng COVID thứ 3, đã có ít nhất 4 công văn gửi thành phố Hải Phòng, đề nghị tạo thuận lợi cho thông thương hàng hóa. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2, Hải Phòng với mục đích đảm bảo an toàn chống dịch đã quyết định dừng tiếp nhận công dân và hàng hóa từ Hải Dương trong thời gian địa phương này thực hiện giãn cách xã hội từ 16 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Nằm giáp danh Hải Dương, Hải Phòng vừa là thị trường tiêu thụ, vừa thuộc tuyến đường vận chuyển hàng hóa của tỉnh. Quyết định trên của Hải Phòng, Hải Dương bị thiệt hại 300 đến 400 tỷ đồng. Các cấp lãnh đạo tỉnh, các ban ngành làm thế nào để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp như chúng tôi là những lái xe được đi xét nghiệm nhanh nhất có thể để chúng tôi là có những cái các lái xe họ mới tiếp tục để vận chuyển cái hàng ra cảng. Trước kiến nghị của tỉnh Hải Dương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng sau đó đã chỉ đạo cho phép các xe vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu từ các nhà máy xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng. Các chuyên gia cho rằng đợt dịch thứ 3 này cũng rút ra những bài học quý giá về tư duy phòng dịch nhưng đảm bảo cho vấn đề lưu thông hàng hóa. Trong khoảng hơn một năm nay chúng ta cũng đã xác định bây giờ là điều kiện bình thường mới. Và bình thường mới thì có nghĩa là sẽ phải chấp nhận sống chung với dịch và không thể mà có cái chuyện là đóng cửa và cản trở cái sự lưu thông của hàng hóa như vậy. Giải cứu theo kiểu là huy động cái lòng tốt của mọi người chỉ có thể là giúp ích được phần nào thôi. Còn cơ bản vẫn là cái thị trường vẫn mới là cái động lực lớn nhất, vẫn là cái cơ chế lớn nhất để giải quyết cái bài toán nông sản. Và làm thế nào để cho thị trường vận hành được bình thường ở trong cái giai đoạn dịch bệnh. Nhưng mà giải pháp của chúng ta đưa ra thì tôi nghĩ nếu mà kịp thời, đặc biệt là nếu có cái sự ứng phó phối hợp đồng bộ giữa ban chỉ đạo trung ương với các bộ ban ngành với chính quyền địa phương thì tôi nghĩ cái tình hình tiêu thụ nông sản nó sẽ tốt hơn, nó không bị ách tắc, không bị lúng túng như xảy ra trong cái đợt vừa rồi về chế biến. Thì
Tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ tháng 2, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định phòng dịch là đúng. Tuy nhiên, vì ưu tiên phòng dịch mà gây khó khăn, ách tắc hàng hóa sẽ không đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kép mà chính phủ đề ra. Có một số các địa phương vì quá chú trọng đến công tác phòng chống dịch thì cũng đã ban hành một số văn bản mà theo chúng tôi đánh giá cũng như là dư luận đánh giá là chưa linh hoạt, thậm chí là chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Và thậm chí đó là cái việc chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng, có nghĩa là vừa phòng chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Và chính vì vậy đã gây ra một số khó khăn, vướng mắc, ách tắc trong cái việc là lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa về nông sản. Giải bài toán lưu thông hàng hóa trong đợt dịch thứ 3 và những đợt dịch tiếp theo, trong ngày hôm qua, mùng 2 tháng 3, Bộ Công Thương cũng đã ban hành công văn số 1083 về hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản từ vùng đang có dịch. Trong đó, ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn phòng dịch, Bộ này yêu cầu các địa phương có dịch được chỉ định cấp các giấy tờ liên quan theo quy định về phòng chống dịch đối với sản phẩm hàng hóa, nông sản cho tổ chức cá nhân thu mua, tiêu thụ, đồng thời giải quyết nhanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hàng hóa lưu thông. Cần rút ra kinh nghiệm trong việc vừa chống dịch nhưng vẫn đảm bảo sản xuất kinh tế. Đó là bài học trong đợt dịch thứ 3 lần này. Và trên thực tế, từ ngày 26 tháng 2 tại Hải Phòng, ngay sau khi tạm dừng các chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ ra vào thành phố, hoạt động lưu thông hàng hóa phục vụ tối đa sản xuất kinh doanh đã trở lại bình thường. Ngay sau khi Hải Phòng dừng các chốt kiểm dịch COVID-19 trên quốc lộ 5 từ ngày 26 tháng 2, hàng loạt xe container chở hàng hóa xuất nhập khẩu từ các tỉnh lân cận đến các cụm cảng ở Hải Phòng đã được tạo điều kiện tối đa để lưu thông. Tất cả các thủ tục kiểm tra về dịch bệnh được thực hiện nhanh, không để bất cứ một lái xe nào bức xúc. Khi chúng tôi vào trạm thì làm rất là nhanh, thủ tục rất là nhanh, chỉ mất 2 phút là chúng tôi có thể lưu thông qua trạm được rồi. Nên là tất cả mọi người, anh em lái xe đều có đầy đủ giấy tờ thì là cứ vào trạm làm rất là nhanh. Tất cả là phòng chống dịch cho toàn dân chứ không phải riêng một mình anh em lái xe chúng tôi. Khi lưu thông qua chốt ấy, thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là thuận lợi, không có gì ách tắc. Tại chi nhánh cảng Tân Vũ thuộc công ty cổ phần cảng Hải Phòng, ngay sau khi hàng hóa được lưu thông trở lại, dù lượng người đến làm thủ tục xuất nhập khẩu khá đông, nhưng các nhân viên ở đây đã tập trung cao độ để giải quyết thủ tục với mục tiêu giải quyết nhanh nhất hồ sơ cho các chủ hàng, không để bất cứ một trường hợp nào chậm trễ, ách tắc. Bên cạnh cái vấn đề mà phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm soát người ra vào cảng, và chúng tôi cũng tạo điều kiện hết sức để cho khách hàng đến cảng làm thủ tục là nhanh chóng và thuận tiện, giải phóng cái hàng hóa cho khách hàng, đảm bảo cái thời gian và cái thủ tục thông thoáng nhất cho khách hàng. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng 2 tháng đầu năm 2021 chúng ta ước đạt gần 24 triệu tấn và tăng 15,46% so với lại cùng kỳ. Như vậy thì có thể nói được rằng chúng ta cũng đã thành công được cái nhiệm vụ kép, đó là vừa chống dịch xong mà cũng tốc độ tăng trưởng của sản lượng hàng hóa cũng như phát triển kinh tế xã hội chúng ta đã đạt được cái mục tiêu yêu cầu đề ra. Có thể thấy, việc chủ động trong phòng chống kiểm soát dịch là cần thiết. Tuy nhiên, các địa phương cần phải có những giải pháp hợp lý để vừa chống dịch, nhưng không cực đoan, cấm đoán trong tất cả các lĩnh vực, nhất là việc lưu thông hàng hóa. Hải Phòng đã chỉ đạo quyết liệt để xử lý các vướng mắc nhất thời sau khi xuất hiện ùn tắc hàng hóa do kiểm soát quá chặt chẽ. Cho đến thời điểm này, tất cả các hoạt động vận chuyển, logistics, xuất nhập khẩu ở Hải Phòng đã được trở lại bình thường và dự kiến tăng trưởng về xuất nhập khẩu ở cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới. Giải cứu nông sản là cụm từ được sử dụng nhiều trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói thì bản chất của việc tổ chức giải cứu nông sản đợt này cũng giống như chuyện được mùa mất giá, trở thành vòng lặp đối với người nông dân trong nhiều năm. Một số sản phẩm cứ đến mùa thu hoạch lại dư thừa như là dưa hấu, thanh long, cà phê, củ cải, làm cho đời sống của người nông dân điêu đứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển nông nghiệp và kinh tế đất nước. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, câu chuyện giải cứu nông sản sẽ không dừng lại ở Hải Dương mà có thể sẽ còn lặp lại ở bất cứ một địa phương nào trong tương lai. Vì thế, cần phải có một chính sách chung, tổng thể và toàn diện để áp dụng rộng rãi, chứ không phải mỗi nơi một kiểu, hay chỉ trông vào những chuyến xe giải cứu nhỏ lẻ bên đường như hiện nay.